Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021. Phóng sự xung quanh cơ chế nhượng quyền taxi tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài phát sinh độc quyền kinh doanh, người dân thiệt thòi về quyền lợi. Phần cuối chương trình là những nỗ lực của Quảng Điền trong đảm bảo khung lịch vụ đông xuân, vụ mùa chính trong năm. Kính chào và cảm ơn quý khán giả của Huyện Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình sáng nay thứ năm ngày 21 tháng 1. Và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Chiều qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí thành ủy viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Phan Thiên Đình tham dự và phát biểu chúc mừng. Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở trong năm 2020. Năm 2021 cần tập trung vào một số nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là thực hiện thành công việc mở rộng thành phố Huế, xây dựng quy hoạch phát triển đô thị Huế, mở rộng đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo tồn được cảnh quan, di tích, di sản Huế, tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án lớn nhằm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, chỉnh trang đô thị, triển khai hiệu quả dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế. Thành phố tạo sự thay đổi có tính đột phá trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân, chú trọng đến việc phát triển kinh tế trên nền tảng các giá trị truyền thống giáo dục, văn hóa, di sản Huế, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Quy hoạch xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ đủ trình độ, năng lực, tầm nhìn để tạo nguồn lãnh đạo thành phố cho các năm tiếp theo. Sáng qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, đại diện các sở ban ngành liên quan. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 với trọng tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương, là hướng phù hợp phát triển các sản phẩm nông sản có quy mô, mang tính đặc trưng và có dư địa phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt công nhận cho 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 6 sản phẩm 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao. Hiện còn 8 sản phẩm đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục đánh giá phân hạng. So với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2019-2020, đã vượt kế hoạch về cả sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và sản phẩm phấn đấu 4 đến 5 sao. Triển khai chương trình OCOP cả cấp từ năm 2019 đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế có 34 chủ thể đăng ký tham gia chương trình với 36 sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm đã được hỗ trợ chuẩn hóa và hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm OCOP. Các nhóm sản phẩm thuộc các ngành thực phẩm 25 sản phẩm, đồ uống 4 sản phẩm, thảo dược 2 sản phẩm, thủ công mỹ nghệ trang trí 4 sản phẩm, vải may mặc 1 sản phẩm. 100% sản phẩm đã được đánh giá phân hạng tại cấp huyện, tỉnh. Chương trình đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia và phát huy vai trò của các chủ thể kinh tế trong việc nâng cấp hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường và tái cơ cấu tổ chức kinh tế theo hướng liên kết. Các sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng và bao bì nhãn mác. Chương trình là một trong những giải pháp rõ ràng góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành công. Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện ma túy, giảm thiểu tác hại của tệ nạn xã hội là những mục tiêu trọng tâm được đưa ra tại hội nghị triển khai phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào sáng qua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự hội nghị. Giai đoạn 2016-2020, công tác phòng chống tệ nạn xã hội đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội phù hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ, triệt phá 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ mại dâm, đề nghị truy tố 10 vụ với 10 đối tượng. Các hoạt động cai nghiện ma túy tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội được triển khai tốt với nhiều hoạt động như dạy nghề cho học viên, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao để hướng các học viên đến lối sống lành mạnh. Hiện nay trên toàn tỉnh có 41 xã phường thị trấn xây dựng thí điểm địa phương lành mạnh không có mại dâm và 9 mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng. Hoạt động ngăn chặn mua bán người được thực hiện tích cực với 7 vụ việc bị ngăn chặn, đang tạm giữ 2 đối tượng mua bán người. Một số khó khăn trong công tác cũng đã được các đại biểu chỉ ra tại hội nghị, trong đó đáng chú ý là việc thiếu nhân lực có chuyên môn trong hoạt động. Điển hình như Trung tâm Bảo trợ Xã hội hiện không có bác sĩ để đảm bảo việc điều trị các cơn nghiện và xây dựng phác đồ điều trị cho người nghiện. Phân tích những khó khăn tồn tại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng mục tiêu hoạt động cho giai đoạn 2021-2025, trong đó phấn đấu đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, điều trị ma túy,
tập trung nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cả cán bộ làm chuyên môn. Phát biểu tại lễ tổng kết đề án đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả nổi bật về thực hiện bình đẳng giới và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh. Để thực hiện tốt hơn công tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác này, mà trước hết là chăm lo các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, hướng đến mục tiêu xây dựng bình đẳng giới thực chất. Sáng qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự có ông Nguyễn Chí Tài, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bên cạnh tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các đơn vị doanh nghiệp, qua đó kịp thời đốc thúc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức công đoàn cũng chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc ở 237 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở, cũng như thực hiện gần 900 cuộc giám sát và phản biện, nắm bắt kịp thời ý kiến của chủ sở hữu lao động và người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, ngăn ngừa tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể. Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn cũng là kết quả nổi bật trong giai đoạn 2018-2020. Các chương trình chăm lo ngày càng được nâng cao về chất lượng, tiêu biểu như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, lễ cưới tập thể, phiên chợ nghĩa tình, v.v. Đặc biệt trong năm 2020, các cấp công đoàn đã kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp mất việc do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, tiếp nhận trên 10 tỷ đồng của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm, hỗ trợ cho trên 3.500 đoàn viên, công nhân viên chức lao động với số tiền trên 3 tỷ đồng. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng là nhiệm vụ trọng tâm được đẩy mạnh thực hiện. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thành lập mới 80 công đoàn cơ sở với gần 9.900 đoàn viên, chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở hàng năm được nâng lên, phương thức đánh giá ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, trong đó một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ đề ra như công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, hoạt động đại diện và giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động chưa thực sự sâu đối với từng lĩnh vực lao động, sản xuất mang tính đặc thù riêng. Đây cũng là những vấn đề được thảo luận tại hội nghị cùng những giải pháp thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại. Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết Đại hội khóa 4, nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, sức khỏe cho đoàn viên công đoàn cũng được công đoàn viên chức tỉnh và công đoàn các cơ quan, đơn vị quan tâm thông qua nhiều hình thức như thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho gần 4.400 lượt người với số tiền trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 nhà máy ấm công đoàn, cùng những hoạt động ý nghĩa khác. Vai trò của công đoàn viên chức tỉnh cũng thể hiện rõ nét trong đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cũng như hoạt động và triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả các phong trào thi đua. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là một số mục tiêu, giải pháp công đoàn viên chức tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, nhất là vào dịp nghỉ lễ Tết, thì sân bay được ví như là một miếng bánh ngon không thể bỏ lỡ của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách như là taxi, xe hợp đồng. Và để cạnh tranh, các hãng taxi đều phải đấu thầu từng vị trí đầu xe và chi hàng tỷ đồng mỗi năm theo hợp đồng nhượng quyền khai thác. Tuy nhiên, chính cách triển khai còn nhiều bất cập nên đã phát sinh tình trạng độc quyền, gây bức xúc cho các đơn vị khác và ảnh hưởng quyền lợi của người sử dụng dịch vụ. Phản ảnh của phóng viên Huyền Ngày Mới. Đây là những hành khách vừa đạp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Phú Bài. Có người tay sắt nách mang hành lý, có người tay bồng tay bể con nhỏ. Họ phải đi bộ hàng trăm mét ra khỏi cổng sân bay mới được lên taxi để di chuyển về nhà. Tôi vô đón cháu ở trong xe thành phố ra. Mà khi mà xuống sân bay thì đang có chủ phải đi bộ ở trong đó. Vì xe công ty mà lên và vô nó đó đón. Nhưng mà họ nói là xe công ty không đáng nghỉ ở đâu, họ không cho vào, họ đuổi ra. Mà vì đang chủ không lại chọn mấy loại taxi khác đi mà chỉ có đi. Vì lần đầu tiên tôi không biết.
chứ phải lần đầu tiên cũng biết chứ phải là có gì không cho ta phải đi bộ ra đó. Em chờ khách về tiễn sân bay xong là chờ khách để chờ lên lại khách của mình hả? Là hạn chờ về hai người, một người bay còn một người trở lại lên Huế. Nhưng mà coi như là trong kia không cho đầu phải ra đây, hồi tí là cái người kia sẽ đi bộ ra đây để mà lên Huế. Mà ở đây là cái sân bay là cái điểm công cộng chứ không phải là cái nhà riêng mà thích để cho một cái hãng taxi tự do đó. Vé mình cũng phải mua vào. Thì nếu như mà đấu thầu á, là taxi thành công á, còn đấu thầu được cái ô để mà đón khách á, đó là việc của thành công. Còn khách của riêng của các hãng là về mua vé vào đón người thân, người nhà thì phải cho người ta đón. Bây giờ mà giờ chưa khách mà có que, có tật đôi gì cũng phải là lệch ra đây mà được đón taxi. Vô lý á. Theo tìm hiểu của phóng viên, một tuần trở lại đây, tại sân bay quốc tế Phú Bài, ngoài trừ taxi thành công, còn những hãng taxi khác không được phép đón khách tại sân bay. Nếu có nhu cầu đi taxi của các hãng này, hành khách phải đi bộ một quãng đường gần 600 mét ra khỏi phạm vi sân bay. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho biết, hiện tại cảng chỉ có một đơn vị đang thực hiện nhượng quyền taxi là hãng Thành Công. Và để đảm bảo công bằng cho đơn vị nhượng quyền, về phía cảng đã yêu cầu tất cả các hãng taxi còn lại không được đón khách trong khu vực sân bay. Hãng nào nhượng quyền thì mới được là đón khách ở đấy, còn việc trả khách là bình thường. Còn cái chuyện là khách ấy, mà có đi ra ngoài thì nó rất là nhiều các cái thành phần khác nhau. Có người thì họ không đi được ô tô thì họ lại ra bắt xe ôm. Có người lại ra chọn cái phương tiện xe bus của thành phố. Có thể hiểu, nhượng quyền taxi là hình thức bản quyền khai thác vận tải hành khách mặt đất tại các sân bay. Tại sân bay Phú Bài năm 2020 có hai đơn vị tiến hành đấu thầu quyền khai thác tại sân bay là Taxi Vàng và Taxi Thành Công. Tuy nhiên từ năm 2021 chỉ còn lại Taxi Thành Công. Hay nói cách khác, hoạt động khai thác vận tải mặt đất tại cảng đang được độc quyền bởi một đơn vị vận tải. Vừa qua chúng tôi có họp cái hiệp hội taxi thì cùng báo cáo các anh thì chúng tôi cũng kiến nghị là chúng tôi muốn tất cả các hãng điều khai thác tại sân bay để cho có một cái sự cạnh tranh lành mạnh. Và thứ hai nữa là cái ưu tiên cho khách hàng, người ta lựa chọn cái hãng nào đi, không thể là độc quyền một hãng. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang báo cáo tổng ty và cũng chuẩn bị là tổ chức đấu thầu để lấy thêm hãng taxi. Tức là tránh cái chuyện mà độc quyền về vận tải. Hành khách không được quyền lựa chọn dịch vụ đi lại khi chỉ có duy nhất một hãng taxi được đón khách trong khu vực cảng. Những hãng taxi khác lại đầu vật vờ ngoài phạm vi cảng đã tạo nên sự lộn xộn, mất trật tự ngay trước cửa ngõ ra vào sân bay. Trong khi đơn vị vận hành sân bay và các đơn vị đối tác vẫn còn đang nhập nhằng trong câu chuyện nhường quyền taxi, thì hiện tại quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ di chuyển bằng taxi tại sân bay vẫn đang bị bỏ ngỏ. Và câu chuyện trên nếu không được sớm giải quyết, hình ảnh về một thành phố du lịch chắc chắn sẽ mất điểm trong lòng du khách khi đến Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức không sử dụng, trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, săn bắt, giết, tăng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị địa phương thực hiện nội dung nêu trên, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Nằm trong kế hoạch chỉnh trang dây thuê bao, chiều qua Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử lý, tháo dỡ dây thuê bao treo cột tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ sau khi các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đã hoàn thành hạ ngầm. Đợt xử lý tuyến Nguyễn Công Trứ lần này nâng tổng số tuyến đường hoàn thành hạ ngầm cáp, dây thuê bao đến nhà dân trên địa bàn thành phố Huế với tổng số 18 tuyến đường. Trong năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện hạ ngầm cáp, dây thuê bao tại 10 tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế theo kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp, dây thuê bao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu góp phần đến năm 2025 đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh theo tinh thần nghị quyết 54 NQTVK ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 514 gửi các sở ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc phòng chống, ngăn ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên hình thức hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp với tên gọi dự án Gramo do một số doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực truyền thông tổ chức sự kiện trong và ngoài tỉnh thực hiện thông qua nhiều phương thức. Dự án này được lan truyền rất nhanh trên các trang thông tin điện tử, YouTube, các nhóm mạng xã hội. Thực tế, Gramo chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, bản chất là huy động và sử dụng tiền của người sau chi trả cho người trước, tiềm ẩn rủi ro cao về mặt giá trị và pháp lý. Do đó, để tránh rủi ro về mặt vật chất và pháp lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảnh báo người dân không tham gia đầu tư hay phát triển hệ thống kinh doanh vào dự án nêu trên, đồng thời thông báo và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành địa phương và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo thông tin, khuyến cáo rộng rãi về nguy cơ, rủi ro, hậu quả tác hại của các hình thức hoạt động mua bán, giao dịch, đầu tư kinh doanh tiền ảo bất hợp pháp, kêu gọi các tầng lớp nhân dân không tham gia Gramo 1 và các hình thức có dấu hiệu kinh doanh đa cấp khác như WeFinance, Radenpo, Bitono, v.v. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ. Trước đó, vào khoảng 16:20 ngày 18 tháng 1, tại số nhà 227 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Đức, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là gồm 995,29 gam ma túy ketamin và 2.688 viên hồng phiến có khối lượng 271,5488 gam. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đức bước đầu khai nhận đã thuê xe để vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Huế giao bán giúp cho một người đàn ông với tiền công là 20 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sáng qua tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Sacombank tiến hành trao 900 triệu đồng ủng hộ người dân Thừa Thiên Huế bị thiệt hại qua các đợt bão lũ năm 2020. Số tiền này được trao hỗ trợ cho hai địa phương là huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà sửa chữa các trường học bị hư hại trong các cơn bão lũ năm 2020. Sau lễ trao bằng tượng trưng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngân hàng đã cùng các địa phương tham dự lễ khởi công sửa chữa lại trường tiểu học số 2 Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Ngân hàng Sacombank hỗ trợ 200 triệu đồng để sửa chữa lại trường bị hư hại sau bão để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh khi đến lớp đến trường. Cùng với trường tiểu học số 2 Hương Xuân, Sacombank còn hỗ trợ sửa chữa, xây dựng trường mầm non Hương Phong, thị xã Hương Trà, số tiền 257 triệu đồng, trường mầm non Kim Thành và trường mầm non Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, mỗi trường 218 triệu đồng. Vụ đông xuân là vụ lúa chính trong năm, chính vì vậy, đối với huyện Quảng Điền, một huyện thuần nông thì việc đảm bảo khung lịch thời vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của công tác viên thời sự tại địa phương trong những ngày qua. Bước vào vụ sản xuất, nông dân xã Quảng Thọ nói riêng, huyện Quảng Điền nói chung tưởng chừng sẽ chồng chất những khó khăn do thiên tai gây ra, nhất là nguồn giống sản xuất. Nhưng nỗi lo đó đã được hóa giải khi Trung ương và các doanh nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ 13 tấn giống lúa cho 200 hộ dân trên địa bàn xã Quảng Thọ. Trong số này có những nông dân như ông Lê Thống, Nguyễn Bùi, Lê Chỉ Cảnh, bà Mai Thị Ngân, mỗi gia đình nhận gần 100kg lúa giống từ sự hỗ trợ công ty One Way Media. Sau khi nhận lúa giống, các hộ gia đình đã đưa vào gieo xạ theo đúng khung lịch thời vụ. Lũ trồng lũ và bão trùng bão cho nên gia đình là cũng như bà con tôi là thiệt hại về tài sản trong gia đình cũng nhiều, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của nhà nước, của các doanh nghiệp đã hỗ trợ cho bà con chúng tôi lượng giống đủ để sản xuất cho vụ đông xuân năm 2021 thì không có gì hơn, thì tôi cũng xin cảm ơn. Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 thì hợp tác xã đã đẩy nhanh tiến độ làm đất để cho bà con gieo xạ đúng khung lịch thời vụ của Ủy ban Nhân dân huyện đưa ra. Vụ sản xuất đông xuân năm nay, huyện Quảng Điền đưa vào sản xuất 4.265 hectare với cơ cấu chủ lực 4P,
XI23, IR38, TH5, Khang Dân, TH1 với tổng lượng giống hơn 420 tấn, trong đó nguồn giống trung ương hỗ trợ 240 tấn, các doanh nghiệp nhà hảo tâm khác 89 tấn, còn lại được đăng ký từ công ty giống cây trồng vật nuôi tỉnh. Hiện nay cùng với công tác chuẩn bị các loại giống lúa, loại phân bón, thuốc trừ sâu, bà con nông dân đang khẩn trương làm đất xuống vụ. Với quyết tâm giành mùa vụ thắng lợi, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các địa phương tập trung mọi nguồn lực để phục vụ cho vụ sản xuất đông xuân. Đối với những chân ruộng khó thoát nước, không chủ động tiêu úng nên gieo mạ để cấy, nhất là đối với giống chai ngay, đến nay toàn huyện đã xuống vụ được 45% tổng diện tích gieo sạ. Về cơ bản, vụ đông xuân năm nay thì đơn vị cũng thọ là đảm bảo giống được xác nhận là 100% đưa vào gieo sạ tổng diện tích. Và trong thời đến tại thời điểm hiện nay thì việc gieo sạ thì cỡ khoảng 45 tấn, cỡ khoảng trên 5 hectare. Và trong thời gian đến thì ủy ban xã tập trung chỉ đạo hệ thống xã tuyên truyền vận động bà con nhân dân tránh trụ thời tiết nắng ấm để tổ chức gieo sạ vụ đông xuân đảm bảo đúng thông lịch thời vụ của ban nhân dân huyện Quảng Điền đã quy định. Với sự chỉ đạo tích cực của ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành đoàn thể liên quan, cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu tất cả các diện tích sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 2 năm 2021 để nhân dân đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 thật sự sung túc đầm ấm. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ở Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tăng từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua, dao động ở mức từ 25 đến 27 độ, thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Độ ẩm cũng giảm còn 82 đến 85%. Thời tiết biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.